Kính thưa hội thánh, trước hết tôi xin chúc mừng hội thánh bởi vì Chúa ban cho hội thánh Chúa có đầy tớ của Chúa là mục sư nhiệm chức Nguyễn Quang Vinh đã được Tổng Liên Hội công nhận chức vụ mục sư nhiệm chức. Cũng chúc mừng ông bà. Và với chức vụ mục sư nhiệm chức thì sẽ được thi hành các lễ và thánh lễ như nội quy đã quy định. Xin Chúa ban phước để hội thánh của Chúa mỗi ngày được phước của Chúa và phát triển. Có một lần trong năm trước tôi đã đến đây được rao giảng lời Chúa cho hội thánh của Chúa. Và lần này là lần thứ hai. Tôi thấy rằng số lượng hội thánh của Chúa đông hơn. Và điều đó cho chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa đang phát triển. Xin Chúa ban ơn cho chức vụ tôi tới Chúa, cho ban chấp sự hội thánh, cho những nhân sự cộng tác và toàn thể con gái của Chúa nỗ lực trong công tác rao giảng tin lành, đem nhiều người đến với Chúa và phát triển hội thánh của Chúa ở tại nơi này. Sau hôm nay, chúng ta cùng học lời của Chúa với đề tài đó là thờ phượng Chúa bởi đức tin. Thờ phượng Chúa bởi đức tin. Khi nói đến sự thờ phượng Chúa thì tất cả các dân tộc ở trên thế giới họ cũng hướng về một đấng tối cao để thờ phượng. Tuy nhiên, có sự thờ phượng đúng và có sự thờ phượng không đúng. Sự thờ phượng đúng là sự thờ phượng bởi đức tin. Còn sự thờ phượng không đúng đó là sự thờ phượng bởi ý của con người, hay là sự thờ phượng mà không có đức tin. Trên thế giới này, người ta thờ rất là nhiều thứ. Người ta thờ những thần tượng chết, là những thần tượng mà do con người đặt ra. Người ta thờ thần này thần nọ, là những vật mà con người tưởng tượng ra. Ví dụ, dân tộc Việt Nam của chúng ta thờ đa thần. Nếu kể ra rất nhiều, nhưng dân tộc mà thờ nhiều thần nhất đó là dân Ấn Độ. Người ta nói rằng họ thờ trên 30.000 vị thần. Ngay cả con bò họ cũng gọi là thần. Và gần đây nhất là họ thờ thần Covid. Cho nên cái gì cũng có thể trở thành thần tượng để mà họ thờ phượng. Trở lại với phần Kinh Thánh, chúng ta đã đọc ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 4 từ câu 1 cho đến câu 16. Nói đến sự thờ phượng rất sớm khi mà Đức Chúa Trời đã ban cho Adam và Eva có hai người con, đó là Cain và Abel. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách đem những lễ vật đến để dâng cho Đức Chúa Trời. Người anh là Cain thì dâng thổ sản hay là nông sản của mình bởi vì người làm nông. Còn người em là Abel thì dâng con chiên đầu lòng bởi vì Abel là người chăn chiên. Đức Chúa Trời đã nhận lễ vật của Abel mà không nhận lễ vật của Cain. Cho nên Cain đã giận Chúa, giận em của mình và đã giết em của mình là Abel. Mặc dù Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho Cain để Cain có thể quản trị chính mình, nhưng ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Qua câu chuyện trong Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 1 đến câu 16 thì trước giả của thơ Hebrew đã tóm tắt
sự thờ phượng Chúa của hai anh em này bằng một câu mà câu gốc chúng ta đã đọc. Ở đây tôi đọc lại: bởi đức tin Abel dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Chúng ta sẽ học lời Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh và câu gốc này với ba ý chính. Thứ nhất, thờ phượng Chúa bởi đức tin từ một con người tốt. Thờ phượng Chúa bởi đức tin từ một con người tốt. Kinh Thánh chép rằng bởi đức tin Abel dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain. Trong câu Kinh Thánh này nói lên hai con người là Abel và Cain. Dĩ nhiên khi đọc thì chúng ta nhận định ngay ai là người tốt rồi, phải không? Đó là Abel là người tốt. Trong câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta biết khi họ thờ phượng dâng tế lễ cho Chúa thì Cain không dâng theo ý muốn Đức Chúa Trời mà dâng theo ý muốn của mình. Trong câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy Cain giận dữ đối với Chúa và đối với em của mình, cho nên đã mất khôn. Và trong câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy Cain đã hành động một cách tàn ác, đó là giết Abel em của mình. Và trong câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta cũng đã thấy Đức Chúa Trời đã cảnh báo, nhưng mà Cain cứ đi theo con đường riêng của mình. Bởi vì Cain là người không tốt. Nếu đọc ở Dân Nhất chương 3 câu 12, Dân Nhất chương 3 câu 12 thì sứ đồ Dân đã minh họa Cain như thế nào? Một con người thiếu tình yêu thương. Ở trong Dân Nhất chương 3 câu 12, Kinh Thánh chép: chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Như vậy chúng ta có thể đối chiếu giữa hai con người thờ phượng Đức Chúa Trời. Một người không tốt khi đến thờ phượng Chúa, đó là Cain. Một người tốt đến thờ phượng Chúa, đó là Abel. Abel đã đến thờ phượng Chúa bởi đức tin của mình, cho nên đây là sự thờ phượng đúng đắn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời, Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, Chúa nhìn thấy tư cách của chúng ta, Chúa cũng nhìn thấy ước muốn của chúng ta khi chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Có ai đến đây trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà không có tấm lòng thờ phượng Chúa không? Có ai đến đây trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà không có ước muốn được thờ phượng Đức Chúa Trời không? Đôi lúc khi chúng ta thờ phượng ở một số nơi, chúng ta thấy có một ít người họ cũng đến để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà nói chuyện riêng, không có để tâm đến sự thờ phượng Chúa. Thậm chí có những người sử dụng điện thoại để lướt web hoặc là nhắn tin. Cũng có những người lắng nghe, nhưng không phải trong sự thờ phượng mà để ghi nhớ, để phê bình. Người này hướng dẫn thiếu sót cái này, thiếu sót cái kia. Người này hát thì không có đúng nhịp, người kia giảng thì không có đúng với cái tuyên đạo pháp, vân vân. Có nghĩa là đến nhưng không phải hướng lòng về thờ phượng Đức Chúa Trời mà để ý người khác để phê bình chỉ trích.
Cũng có lần tôi đến nhóm một hội thánh, người đánh đàn cho hội thánh thờ phượng Chúa. Nhưng khi đến giảng thì đi xuống tư thất nằm ngủ. Hết giờ đi về. Như vậy có phải là đến để thờ phượng Đức Chúa Trời không? Không. Cho nên Chúa muốn chúng ta đến thờ phượng Chúa bằng đức tin. Và với đức tin thành thật, với đức tin đơn sơ, Chúa sẽ nhận sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu đã từng nói với người đàn bà Samari ở trong Giăng chương 10 chương thứ 4 câu 23 và câu 24. Giăng đoạn 4 câu 23 và 24, Chúa Giêsu nói gì? Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng. Đây là lời dạy của Chúa ngày xưa và lời dạy của Chúa cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta đến thờ phượng Chúa với con người của chúng ta phải có một thái độ kính kiền, thành thật và ước muốn trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, thờ phượng Chúa bởi đức tin từ việc dâng một của lễ tốt. Thờ phượng Chúa bởi đức tin từ việc dâng một của lễ tốt. Câu Kinh Thánh cho biết A-ben dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in. Như câu chuyện trong sáng ký chương 4 thì chúng ta biết rồi, Ca-in làm nghề nông cho nên đã dâng thổ sản của mình. Còn A-ben làm nghề chăn chiên cho nên đã dâng con chiên đầu lòng làm của lễ thờ phượng Đức Chúa Trời. Có khi đọc câu chuyện này, chúng ta thắc mắc, người nào có cái gì thì dâng cái nấy. Tại sao Đức Chúa Trời lại nhận lễ vật của người này mà không nhận lễ vật của người kia? Phải không? Nếu chúng ta không hiểu biết về thần học cựu ước của sự cứu chuộc thì chúng ta cũng thắc mắc giống như là nhiều người khác. Bởi vì tôi có gì dâng đấy, tại sao Chúa lại thiên vị nhận lễ vật của A-ben mà không nhận lễ vật của Cain? Nhưng đây là điều mà thần học cứu ước về sự cứu chuộc cho chúng ta biết. Có lẽ chúng ta còn nhớ Adam và Eva khi phạm tội ở trong vườn Ê-đen, họ lõa lồ và lấy lá vả để che thân. Nhưng lá vả đó đã khô đi, không che được sự lõa lồ. Đức Chúa Trời đã giết một sinh tế, một con vật, để lấy da kết thành áo cho Adam và Eva mặc. Và huyết của con sinh đã đổ ra để che sự lõa lồ của họ. Ở trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 21. Đức Chúa Trời muốn dạy cho Adam và Eva biết rằng vì tội lỗi của họ khiến cho họ lõa lồ. Và vì huyết của con sinh đã đổ ra để che sự lõa lồ của họ. Dĩ nhiên điều này ông bà truyền lại cho A-ben, cho Ca-in là con cái của mình. Dĩ nhiên cả hai, Ca-in và A-ben, cùng có một nền giáo dục như nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta biết Ca-in đã không nghe theo những điều mà họ đã được dạy dỗ
Chính vì vậy mà sự thờ phượng Chúa của họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đang nói đến của lễ thờ phượng Đức Chúa Trời của Abel tốt hơn là của Cain. Kinh Thánh nói rằng tốt hơn ở đây không có nghĩa nói về số lượng, cũng không có nghĩa nói về chất lượng. Và tốt hơn ở đây cũng không nói về những gì mà họ đã dâng lên. Nhưng điều tốt hơn ở đây là làm đúng theo lời của Chúa dạy, là phát xuất từ tấm lòng muốn được dâng lên cho Chúa. Cho nên ở đây tốt hơn là đức tin và lòng vâng theo lời Chúa, cho nên được Chúa chấp nhận. Còn Cain không có đức tin ở trong sự thờ phượng, mà thờ phượng theo cách riêng, theo suy nghĩ của mình, cho nên ở đây không được chấp nhận. Hơn nữa, Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của con người thờ phượng. Ngài nhìn thấy Cain thờ phượng, nhưng mà ở trong lòng có sự giữ hay là điều giữ. Ở trong Dân Nhất chương 3 câu 12, như chúng ta đã đọc, Cain vốn thuộc về ma quỷ, bởi việc làm của người là giữ. Cho nên Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn thấy của dân của chúng ta, nhìn thấy cách dân của chúng ta, và Ngài nhìn thấy sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Như Đức Chúa Giê-xu đã thấy sự dâng hiến của một người đàn bà quá khi mà Ngài vào ở trong đền thờ. Ở trong Kinh Thánh đã chép Mác đoạn 12 câu 41 cho đến câu 44. Mác đoạn 12 câu 41 đến câu 44 ghi lại: Ngài nhìn nhiều người đến dâng tiền ở trong đền thờ. Có những người giàu bỏ rất là nhiều tiền, nhưng có một người đàn bà quá bỏ đồng tiền rất là nhỏ. Mà Kinh Thánh nói rằng chỉ 1/4 xu mà thôi. Có nghĩa là giá trị rất là nhỏ. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Người đàn bà này đã dâng nhiều hơn hết trong số những người đã dâng vào. Có lẽ nhiều người dâng nhiều tiền đó, ủa, chắc là Chúa không thấy. Cho nên đó là Chúa mới nói như thế. Chứ bà này dâng cái đồng tiền nhỏ quá đi mà. Chúa thấy ở trong tư tưởng của họ. Cho nên Chúa mới nói như thế nào. Yeah. Những người khác đã dâng của dư của mình. Những người đàn bà này đã dâng số tiền nuôi sống chính mình, nghĩa là sẵn sàng chia sẻ, dâng hiến cho Chúa mà không tiếc, không sợ rằng mình sẽ thiếu thốn. Sự dâng hiến đó từ tấm lòng, không phải về số lượng, không phải về giá trị, nhưng phát xuất sự thờ phượng từ tấm lòng. Và ngày hôm nay, Chúa cũng nhắc cho hết thảy tôi con của Chúa, khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời, Chúa muốn chúng ta dâng cho Chúa những gì mình đang có. Và nó phải phát xuất từ tấm lòng của chúng ta. Đừng ai mặc cảm tôi có ít quá không có dám dâng cho Chúa. Nhưng mà hãy nhớ câu chuyện này. Chúa nhìn thấy, Chúa đánh giá và Chúa sẽ nhận của lễ từ tấm lòng của chúng ta. Trở lại với phần Kinh Thánh. Nếu là Cain
chúng ta sẽ nói gì với Chúa? Chúa ơi, lần này Chúa không nhận lễ vật của con. Chúa hãy dạy cho con để lần sau con có thể đem một lễ vật đến dâng cho Chúa một cách tốt, giống như em của con. Các em có thể nói gì với cha mẹ của mình? Cha mẹ ơi, con đã dâng một lễ vật mà Chúa không nhận. Lần sau thì con phải dâng cái gì để Đức Chúa Trời nhận? Các em cũng có thể nói với A-ban: em ơi, tại sao lễ vật của em được Chúa nhận mà lễ vật của anh không nhận? Em hãy nói cho anh biết để lần sau anh dâng Chúa nhận lễ vật của anh. Các em cũng có thể nói với A-ben: em ơi, hãy bán cho anh một con chiên đi để anh cũng dâng một lễ vật giống như em, đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời, để lễ vật của anh cũng được nhận. Có nhiều cách để các em có thể đến thờ phượng Chúa và dâng một lễ vật tốt được Chúa nhận. Cho nên Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, luôn cho chúng ta có những cơ hội để chúng ta sửa sai, có những cơ hội để chúng ta đến trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng. Và Chúa muốn chúng ta hãy đầu phục Chúa trọn vẹn trong sự thờ phượng đúng và thật là điều mà chúng ta phải học từ chính lời của Chúa. Như vậy, của lễ tốt hơn ở trong sự thờ phượng Chúa phải là của lễ được dâng lên bởi đức tin với lòng chân thật và sự vâng lời Chúa. Không phải thấy người ta dâng thì mình cũng phải dâng, mà nó không phát xuất từ tấm lòng. Có lẽ chúng ta nhớ câu chuyện ở trong công vụ các sứ đồ chương 5, phải không? Anania và Sapphira thấy người ta bán ruộng, thấy người ta bán đất để mà dâng hết cho hội thánh, cho Chúa. Anania và Sapphira bàn với vợ mình cũng bán để dâng, nhưng mà giữ lại một phần không có dâng hết. Chúa có buộc phải dâng hết không? Không. Nếu dâng một phần thì cứ nói rằng cái phần này tôi dâng cho Chúa, còn lại tôi giữ để làm việc này việc kia, thì Chúa không hình phạt Anania và Sapphira đâu, phải không? Nhưng mà thấy người ta dâng, mình không dâng cũng kỳ. Cho nên dâng mà nói rằng: ồ, ngươi dâng hết không? Dạ, tôi bán bao nhiêu dâng hết. Chúa làm sao dám dối Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Và họ đã phải ngã chết vì sự dối trá. Không phải là dân ít, dân nhiều, dân hết hay dân còn lại, nhưng phải phát xuất từ tấm lòng chân thật, thì đó mới là một của lễ tốt để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng, thứ ba, đó là thờ phượng Chúa bởi đức tin đem lại kết quả tốt. Thờ phượng Chúa bởi đức tin đem lại kết quả tốt. Phần còn lại của câu Kinh Thánh này là gì? Được xưng công bình vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi vẫn còn nói. Qua câu Kinh Thánh này chúng ta thấy có ba kết quả khi thờ phượng Chúa bởi đức tin. Thứ nhất, đó là người được xưng công bình. Thờ phượng Chúa bởi đức tin thì kết quả thứ nhất là được xưng công bình. Cả hai câu Kinh Thánh trong Tân Ước Hebrew đoạn 11 câu 4 và ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 12 đều nói đến A-ben được xưng công bình. Bởi của lễ dâng lên ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, A-ben được xưng công bình. Bởi vì ông, của lễ của ông minh họa về sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu ở trong Tân Ước.
Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời trong buổi sáng thế. Cho nên của lễ đó đúng và đẹp ý Đức Chúa Trời. Một nhà thần học đã nói rằng không phải bởi sự xuất sắc cá nhân của Abel mà được Đức Chúa Trời đoán xem và kể ông là công bình trước mặt Đức Chúa Trời vì sinh tế mà ông đã dâng lên cho Chúa đúng với ý của Chúa. Đối với chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta được xưng công bình không phải là do tính cách của chúng ta, không phải do việc làm của chúng ta, cũng không phải là do mình xứng đáng để Chúa kể chúng ta là công bình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời bởi vì Chúa Giê-xu đã chết thay tội cho chúng ta. Và Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta bởi ân điển của Chúa. Cho nên trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được kể là công bình. Cho nên bởi đức tin chúng ta tin nơi Đức Chúa Giê-xu, bởi đức tin chúng ta đứng thờ phượng Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình cho chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và câu 9, lời của Chúa phán rằng ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì vậy chúng ta được xưng công bình vì chúng ta có đức tin đến với Chúa. Kết quả thứ hai là người được Đức Chúa Trời làm chứng. Lễ vật mà Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài được Chúa nhận. Ở đây là chấp nhận hay là được sự đồng ý của Chúa. Và điều này làm chứng rằng của lễ thờ phượng của Abel đẹp lòng Đức Chúa Trời là một của lễ có ý nghĩa và đầy đức tin. Một người được Đức Chúa Trời làm chứng tốt phải là người có đức tin nơi Chúa, phải là người sống bởi đức tin, phải là người hành động theo đức tin. Và điều thứ ba, kết quả đó là người được lưu danh hậu thế. Lưu danh hậu thế có nghĩa là cái tiếng đó nó vẫn còn cho đến đời sau. Ở đây Kinh Thánh nói rằng dầu người chết rồi hãy còn nói. Mặc dầu Abel chết rất là trẻ, nhiều ngàn năm về trước, nhưng không phải nó qua đi với thời gian, nhưng mà nó được ghi lại và được truyền tụng từ đời này đến đời kia. Và chắc chắn rằng Abel với việc dâng tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ còn được nhắc mãi cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu tái lập. Chúng ta có thể nói Abel trở thành người tụng đạo hay là người chết vì Chúa đầu tiên ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông đã thờ phượng Chúa đẹp lòng và bị chết. Đó là người tụng đạo đầu tiên ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng đó là tấm gương ngày hôm nay chúng ta cần phải học. Cảm tạ ơn Chúa, trong hội thánh của Đức Chúa Trời có những con người đã đến thờ phượng Chúa bởi đức tin của mình. Có những người đã đến thờ phượng Chúa trong sự dâng hiến bởi đức tin và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Và họ là những tấm gương sống động để ngày hôm nay và mãi về sau chúng ta noi gương vào họ. Làm sao chúng ta sống để danh của Chúa được tôn vinh qua đời sống của chúng ta, được nhiều người biết đến. Chúng ta có thể chi phí rất là nhiều tiền bạc cho việc sinh sống, cho việc làm ở thế gian này. Những thứ đó nó sẽ hết. Nhưng những gì chúng ta dâng hiến cho Chúa thì sẽ còn lại đời đời ở trên trời. Và sẽ làm cho công việc của Chúa mỗi ngày được phước và phát triển. Thưa Hội Thánh, điều quan trọng mà chúng ta cần học đó là phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng đức tin của mình. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta dâng gì, dâng bao nhiêu. Nhưng chúng ta dâng gì cho Chúa phải phát xuất từ tấm lòng muốn thờ phượng Chúa của chúng ta. Từ tấm lòng chúng ta biết ơn Chúa đã ban cho chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa một cách thật lòng. Rồi Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Lời của Chúa ở trong Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2 khuyên chúng ta trong tự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bằng cách là: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và follow with it, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Dâng đời sống của mình để hầu việc Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn. Đừng ai trong chúng ta đi con đường của Cain, thờ phượng theo ý riêng của mình, theo suy nghĩ của mình. Nhưng hãy đi con đường của Abel, thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý muốn của Chúa, vâng lời Chúa và dâng cho Chúa của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước lại cho hết thảy tôi con của Chúa trong Hội Thánh. Chúng ta quyết định thờ phượng Đức Chúa Trời bằng đức tin, dâng hiến những gì để thờ phượng Chúa cũng bằng đức tin, bằng tấm lòng chân thật của chúng ta. Chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho mỗi đời sống chúng ta và ban phước cho Hội Thánh của Ngài. Amen. Trân trọng kính chào Hội Thánh.